Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác lại quay lại với trang trại của em. Thì hôm nay em xin nói về một vấn đề là tác dụng thực tế của thuốc nam trong cái việc chăn nuôi này. So với thuốc tây nó như thế nào? Trong chăn nuôi này không phải mình có lợn rừng đâu, con gì cũng thế thôi. Người ta luôn hướng đến là chăn nuôi sạch, cho nên là ít khi người ta sử dụng cái thuốc tây. Khi con vật bị bệnh á thì người ta cứ bảo là sử dụng thuốc nam cái này cái kia, đỡ dư lượng cái thuốc kháng sinh á, thì cái đấy cũng đúng. Nhưng mà các bác phải nên hiểu là cái dược tính của thuốc nam không phải là nó không có, mà có, nhưng mà để mà gọi là trị dứt điểm cái bệnh cho con vật nuôi á thì là nó hơi khó, bởi vì á các cái chất mà chữa được bệnh á thì nó khá là ít, cho nên là ta phải dùng liều lượng cao lên để cho nó gọi là uống vào. Nhưng mà với cái thuốc nam thường thường rất khó uống, cho nên là cả con người mình thế thôi, là thường thường là mình không uống nhiều. Và trong cái thuốc nam á, nó ví dụ một cái loại cây, một loại cỏ nhá, nó lẫn rất nhiều các cái loại tạp chất, cho nên là dễ gây ngộ độc cho cái con lợn hoặc là cái con vật nuôi của mình. Nếu mà ví dụ á, các bác sử dụng trong thời gian dài á, thì các bác nên cho ăn với kiểu là ăn sống, ăn theo kiểu ăn dạng thô xanh. Thì thứ nhất, nó sẽ tăng cường cái sức đề kháng lên cho con vật. Ví dụ như là các bác có thể gom các loại rau ngô này, với lại lá mít này, lá cỏ xước này, lá ổi này, bác cho ăn thường xuyên vào. Thì thực sự là nếu mà ví dụ nó bị bệnh nhẹ, cái thời gian nó mới chớm bị á, thì nó sẽ khỏi được ngay. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đó là cái mầm bệnh nó phát triển chưa mạnh cho nên là nó chưa cần phải can thiệp bằng thuốc tây nhiều. Nhưng mà đấy là cái ở cái thể dạng nó nhẹ thôi nhá. Còn khi mà cái thể nào mà nó nặng rồi, tức là khi mà cái con vật nó có dấu hiệu nó còi cọc xuống và nó ăn ít hoặc là bỏ ăn, cái tốc độ tăng trưởng nó kém, thì lúc đó thì mình dùng thuốc nam á, thực tế là nó không có hiệu quả nữa đâu. Bởi vì cái lúc đầu em nói là cái dược tính của nó có thì nó có, nhưng mà nó quá ít. Mà trong khi đó cái con vật nó đang bị bệnh theo thể cấp tính, gọi là nó đã bị ví dụ như là các cái bộ phận của nó đã nhiễm bệnh cực kỳ nặng rồi, và bây giờ mình còn phải điều trị trong thời gian dài. Thứ nhất là nó dễ gây tổn thất. Thứ hai á thì cái dược tính nó không đủ, nó không trị được dứt điểm cái bệnh được, dẫn nên nó còi cọc chậm lớn là một điểm. Thứ hai á, nó cái mầm bệnh nó ủ trong đời cái con bố mẹ của nó, đến khi nó đẻ con ra thì cái mầm bệnh nó lại ký sinh vào trong cái bào thai của con non á. Thì đến khi mà cái con non nó sinh ra thì nó chứa luôn cái mầm bệnh đó rồi, nó chỉ cho chờ thời gian để nó phát tác lên thôi. Cho nên em khuyên một câu là không nên chữa hoàn toàn bằng thuốc nam. Có thể là mình có thể là dùng các cái loại nó có dược tính á, để làm cái gọi là cái thuốc trợ giúp là thứ nhất. Thứ hai á, mình cho nó ăn thường xuyên thì nó sẽ khỏe cái con vật hơn, và nó tạo ra cái hệ miễn dịch kháng lại các cái loại bệnh. Và thứ ba á, thì nó ăn được nhiều cái loại lá như thế á, thì cái chất lượng thịt của nó sẽ thơm ngon hơn. Chứ thực sự á, để chữa hoàn toàn dứt điểm bằng thuốc nam á, là đó là việc rất là khó luôn. Còn với việc dùng thuốc tây á, thì khi dùng thuốc tây á, thứ nhất ta phải dùng đúng liều theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thứ hai á, dùng thuốc tây khi và chỉ khi con vật nó đã bị bệnh nặng lắm rồi mà không thể gọi là chữa trị được bằng thuốc nam á, thì ta hẵng dùng cái thuốc tây. Bởi vì trong cái thuốc tây á, cái lượng thuốc kháng sinh của nó khá là nhiều, cho nên khi mà mình tiêm vào á, thì nếu mà ví dụ mình tiêm dư lượng á,
thì con vật thứ nhất là nó sẽ sốc thuốc, thứ hai nó sẽ dư lượng lại cái thuốc kháng sinh ở trong con vật á. Đến khi mà mình xuất bán á thì cái chất lượng thịt của nó sẽ không được thơm ngon nữa, bởi vì á cái lượng lượng thuốc kháng sinh nhiều nó làm phá hỏng mất đi cái cấu trúc của cái thịt với cái mỡ ở trong con vật á. Và khi mà mình dùng thuốc tây á, cái thời gian xuất bán mình phải ngừng đi, dù nó đang còn bị bệnh một chút, ngừng ít nhất là theo nhà cái nhà sản xuất á, người ta bảo là ngừng ít nhất là 7 ngày, nhưng mà em khuyên thực sự là nên ngừng khoảng tầm nửa tháng cơ, thì mình mới gọi là dùng cái sản phẩm của nó để sử dụng được cái sản phẩm chăn nuôi á, chứ thực sự á ngừng có 7 ngày nó chưa kịp tiêu hết đâu các bác ạ, nó vẫn còn á, dư lượng của nó. Cho nên á, dùng cái thuốc tây á, là mình dùng chữa những cái bệnh mà gọi là nặng quá và những cái bệnh cấp tính. Khi trong chăn nuôi á, mình phải kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố. Cái việc dùng thuốc thôi cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến là thành công hay thất bại khi mà mình chăn nuôi cái con vật. Ví dụ các bác có thể làm như thế này, thi thoảng á, trong cái thức ăn thô xanh của cái con lợn này này, các bác cho ăn kèm thêm là các loại lá, thì trong các cái loại lá đó nó sẽ nhiều cái hoạt tính, để gọi là nếu mà ví dụ nó có bệnh nhẹ nhẹ một chút thì nó vẫn cố gượng dậy ăn lá, bởi vì cái con lợn này này cực kỳ thích ăn cái thức ăn thô xanh mà các bác. Cho nên là khi mà nó bị bệnh á, nó mặc dù cái thức ăn tinh nhá, cái thức ăn tinh nó có thể không ăn, nhưng mà lá nó vẫn có thể ăn mập bẹ một chút. Lúc đó á, thì nó sẽ gọi là khỏe hơn, gọi là cái tỷ lệ tử vong của nó lúc đó nó sẽ không cao nữa. Và nếu mà ví dụ nó có dấu hiệu khỏi thì mình cứ nên điều trị bằng cái thuốc đấy. Còn nếu mà nó có dấu hiệu nặng thêm á thì tốt nhất là nên điều trị bằng thuốc tây. Tuy nhiên là khi chăn nuôi á, rất nhiều loại bệnh thì mình không thể điều trị bằng thuốc nam được, bởi vì á, em không biết là các bác chăn nuôi lâu năm thế nào, nhưng mà em vẫn chưa đủ kinh nghiệm để trị toàn bộ các loại bệnh bằng thuốc nam được. Bởi vì ví dụ như lợn nó bị phổi dính sườn á, thì thực sự á, điều trị bằng thuốc nam á quá khó đi chứ. Lúc đó mình cứ lấy Flor 30 mà tiêm vào, tiêm thêm một ít bên complex nữa để cho nó gọi là nó tăng trưởng tốt lại. Hay trường hợp nó bị suyễn, các bác chỉ có điều trị bằng tỏi không thôi, bằng cái nước tỏi không đây. Ừ thì biết là cái nước tỏi á nó rất tốt thật, trong cái quá trình nó sát khuẩn á thì nó cực kỳ tốt, nhưng mà chỉ thấy như thế thôi thì không đủ, với lại cái thời gian của nó kéo dài. Ví dụ mình điều trị bằng thuốc tây nhá, chỉ cần một tuần là có thể là khỏi, nhưng mà khi các bác điều trị bằng thuốc nam nó kéo dài cả tháng cơ, thì trong một tháng nó đáng ra cái con lợn nó tăng trưởng được 3 đến 5 kg thôi, nhưng mà trong cái thời gian mình điều trị bằng cái thuốc nam á, nó sẽ ăn uống nó ít xuống, thì cái lúc đó bắt đầu là cái tỷ lệ tăng trưởng của nó sẽ thấp, ví dụ nó một tháng nó chỉ được 1 kg hoặc 2 kg thôi, hoặc là có thể không tăng trưởng một chút nào luôn. Lúc đó nó sẽ gầy xuống và gây ra gọi là nó gọi là thời gian nó lâu ở trong chăn nuôi á. Đáng mà con lợn mình chỉ phải nuôi khoảng 8 tháng cơ. 8 tháng thôi, hoặc là 6 tháng thôi. Và đằng này mình á phải nuôi những đến 1 năm hoặc là hơn 1 năm cơ thì mới đủ lượng cân để mình xuất bán. Thì lúc đó thì gây mệt mỏi, chán nản, thậm chí là muốn bỏ luôn cơ. Cho nên là phải hài hòa giữa yếu tố là sử dụng thuốc, thú y ở trong chăn nuôi. Còn nói thêm về cái video hôm qua, tức là em bảo là cái dấu hiệu động dục của con lợn á, thì các bác nhìn cái con lợn kia kìa. Thứ nhất là hắn vận động rất mạnh, thứ hai là hắn hay đi gây sự,
các bác xem này, hắn đi gây sự. Và thứ ba là nó trèo lên lưng những con khác. Thứ tư thì các đặc điểm khác thì nó cũng biểu hiện ra bên ngoài đấy. Và thứ năm á là nó ăn ít xuống, nó ăn không mấy đâu các bác ạ. Đấy, nó chuẩn bị đi gây sự rồi đấy. Đấy, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi mà gây sự được hết cả đàn. Quay lại chủ đề chính nhá, đó là dùng thuốc nam hoặc thuốc tây ấy. Thì đấy là toàn bộ những quan điểm của em về cái bệnh ở lợn. Nếu mà ví dụ nó bệnh mà mình còn có thể điều trị được á, hoặc là mình có phương pháp điều trị, mình vẫn cứ điều trị bình thường đi. Nó khỏi thì thôi, tùy theo cung cách của bác chăn nuôi. Còn nếu mà ví dụ á, lợn được 14-15 kg rồi á, mà cảm giác là mình có thể sử dụng làm thực phẩm được rồi á, nó bị bệnh á, mà gọi là cái loại bệnh mà nó mãn tính lâu ngày á, thì em khuyên các bác là không phải điều trị làm gì cả. Cứ giềng mẻ mắm tôm lên, xong rồi thịt cho gia đình ăn bữa thế cho nhanh. Không, thực sự nó rất rách luôn. Ví dụ như con lợn nó cúi đầu của em kìa, cố gắng mình để lại đấy, nó gầy nó có ra cái vấn đề gì đâu. Đấy, cái con lợn đang đi mà cọc cọc lưng đấy, nó chả ra cái vấn đề gì cả. Loại đó nuôi thì có mà cái xác của nó thì đáng mà được 17-18 cân rồi, cao lắm được khoảng 12-13 cân thôi. Cực kỳ rách cho người chăn nuôi luôn. Tốt nhất là nó bị những cái bệnh mãn tính á, lâu khỏi á, thì tốt nhất là cứ một ít giềng, một ít mẻ và mắm tôm, đấy là cái thuốc của nó. Xong rồi một ít rơm nữa. Thì gọi là các bác biết làm gì rồi đấy, em không tiện nói ra. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Các bác có quan tâm đến sản phẩm về lợn rừng thì cứ liên hệ với em qua link Facebook hoặc số điện thoại em để ở phần mô tả. Còn cái lúc này là em nói đùa đấy các bác ạ. Cái đấy thì các bác có nghe theo thì nghe, không nghe thì thôi nhá. Còn bây giờ em xin chào các bác.